Vatican, 20 tháng 5 2018. Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng chưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã công bố rằng giáo hội sẽ có 14 hồng y mới. Các ngài sẽ được tấn phong hồng y trong ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 sắp tới. Đức Thánh Cha đã bất ngờ công bố danh sách các tân hồng y, mà danh sách này không hề có trong các văn bản soạn trước cho buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, việc tấn phong các tân hồng y cho thấy đặc tính phổ quát của Hội Thánh và để công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên khắp thế giới. Sau đây là danh sách của 14 đức tân hồng y. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Sua Beatitudine Luis Rafael I Sacco, Patriarca di Babilonia dei Caldei. Monsignor Luis Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Monsignore Angelo De Donatis, Vicario Generale di Roma. Monsignore Giovanni Angelo Becciu, Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato e delegato speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. Monsignor Konrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico. Monsignor Joseph Kutz, Arcivescovo di Karachi. Monsignore Antonio dos Santos Marto, Vescovo dell'Iria Fatima. Monsignore Pedro Barreto, Arcivescovo di Huancayo. Monsignore Desiré Tsarazana, Arcivescovo di Toamasina. Monsignore Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila. Monsignore Thomas Aquinas Mangio, Arcivescovo di Osaka. Monsignor Sergio Obeso Rivera, Arcivescovo emerito di Xalapa. Monsignor Toribio Ticona Porco, prelato emerito di Corocoro. Il reverendo padre Aquilino Bocos Merino, claretiano.